Hello, tao chị Hảo xin chào anh em nha. Mình là WZ đây, Khang đây anh em ơi. Ok, lâu rồi đây Khang mới làm cái vlog cho anh em xem anh em à. Đấy, cũng khoảng một năm mấy rồi đúng không anh em? Hôm nay thì Khang sẵn tiện đi có một chuyến đi chơi thôi mà, sẵn quay vlog cho anh em luôn. Thì hiện tại mình ở Cà Mau anh em. Đấy, mình giờ mình ở huyện anh em mà, cho nên bây giờ mình chạy lên Cà Mau mình đi hớt cái tóc cái đã anh em ơi, sẵn hớt cái tóc cái đi chơi luôn anh em ơi. Đấy, tóc dài vãi đạn luôn mà. Ôi trời, cho anh em thấy nè, rất là khó chịu luôn. Đấy, hôm nay mình đi lên Cần Thơ với lại nói chung là đi thêm Kiên Giang anh em, nói chung là đi có gì quay cho đó anh em xem anh em ơi. Đó thì anh em mua nhớ cho đi Khang một like, đừng quên cho Khang một đăng ký kênh nha. Nhớ theo dõi cái vlog này của đi Khang nha anh em ơi. Mình sẽ quay sầm sầm, nói chung là đi Khang không mới gành vì quay vlog anh em mà. Ấy quay vui cho anh em soi xem thôi. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Bây giờ anh em cùng đón cái hành trình mà đi Khang đi đi chơi và đi bốc phét như nào nha anh em. Hello anh em, mới hớt tóc xong anh em à. Sai. À, tốt rồi anh em ơi, hớt cái nói chung là đợt này hớt khá là ok, khá là vừa ý đấy anh em ơi. À, sao hớt xong cái sẵn tiện đi chơi luôn, quá là vừa ý luôn. Trời ơi, hớt cái đầu mà đẹp mà đi chơi nữa là còn gì bằng anh em à. Ok, nhìn khá là ok chứ đúng không anh em. Ok thì giờ mình chạy lên Cần Thơ thôi anh em à. Ấy thì mình đang ở Cà Mau. Ấy Cà Mau anh em thấy không, ruộng lúa rồi không anh em à. À đó, thì giờ mình chắc hớt tóc xong giờ chắc mình rước nhiều mình cái mình đi lên Cà Mau luôn, đưa lộng đi lên Cần Thơ luôn mày. Từ Cà Mau chạy lên Cần Thơ thì khoảng 3 tiếng rưỡi anh em à. Đó, chạy 3 tiếng rưỡi, chạy nói chung là cũng cũng hơi ngán anh em ơi, nhưng mà không sao, đi chơi mà ngán cái gì không biết. Ok, giờ thì chạy thôi anh em ơi. Ba anh em. Ok anh em, tới Kiên Giang rồi anh em ơi. Đây nghiệm mình anh em à. Đó, thì hôm nay đi tới Kiên Giang rồi nha. Cần Thơ thì hôm qua mình ở không có gì chơi chứ hôm nay quay Kiên Giang luôn, ra Kiên Giang có biển này kia quay này kia coi Kiên Giang có gì vui, nhưng mà Cần Thơ nói chung mà mình đi hoài cũng không có gì vui chứ. Đây để mình quay Kiên Giang cho anh em xem. Đây mình tới cái Vincom anh em à. Vincom ở Kiên Giang, nói chung là Vincom thì ghé ở đây đi đi tè anh em ơi. Từ Cần Thơ chạy Kiên Giang thì mất tèo ra tè à, thì tè xong thì chiều chiều kiếm đồ ăn ăn chơi đó rồi đi ngắm hoàng hôn anh em à. Kiên Giang không biết cái này có mưa hay không, hoàng hôn hay không. Ok, giờ vô Vincom kiếm gì chơi nè mày. Mới mua cái con khủng long luôn rồi. Không, không, không có nhu cầu em ơi. Mình mua bù xì thôi ra. Khủng long có 3 cái trứng nè. Người ta có 2 trứng, mình lại 3 cái nè. Khủng long ăn cỏ. Để cho nít bà ơi. Bà già đầu lắm nè. Ê, nó nhìn như bảy màu vậy. Sao mà nó xong? Nhìn như cái kính bảy màu. Đây 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 đây. Ủa? Ê, nhìn như bảy màu á, nhìn vô cái nó như bảy sắc cầu vồng. Ui, nơi đẹp lắm Quỳnh ơi. Cái kìa. Quay ngoài đó kìa. Ui, hôm nay trời đẹp lắm anh em à. Đi đi Kiên Giang lúc này trời sáng cực kỳ đẹp cực kỳ. Hello những người anh em, hiện tại tới gọi là cái gì ta, gọi là khu lấn biển à. Cái này giờ hơi không có đem mic, hơi gió tí thì nghe tiếng gió. Rồi, hello anh em nha. Hiện tại mình đang ở Kiên Giang đó anh em. Đấy, mình đậu xe ở cái khu lấn biển đó anh em mà. Khu này không phải ngay quảng trường, cái quảng trường thì ở cặp bên kia mình. À, tại chỗ này mình đậu với cây dừa nhìn cũng vui vui nha, mình đậu ngay cây dừa luôn. Úi trời, đậu ngay cây dừa sợ trái nó rớt vui xe lắm anh em ạ. Đấy thì quay biển cho anh em xem. Nói chung là biển Kiên Giang này nó chỗ này thì nó không được xanh anh em mà. Chỗ này không được xanh. Đó, cái khu cái quảng trường bên kia kìa. Đó, xe thì mình thì đậu của mình thì đậu ở đây anh em ơi. Ok thì nói chung quay một vòng cho anh em xem thôi, nhưng mà thấy cái là gác hơi nhiều đấy anh em ơi. Thôi thôi, thì em nhớ theo dõi cái hành trình đi Khang đi chơi nha. Thì bây giờ mình chắc mình cái vô cái công viên An Hòa anh em ơi. Bây giờ còn giờ này vô công viên chắc đẹp lắm anh em à. Hello những người anh em nha. Hiện tại ở công viên An Hòa ở Kiên Giang anh em à. Rồi coi dốc cầu rồi nè. Trời ơi, dốc người này sao lên được ta. Đi xéo xéo đi. Ok. Ui, dốc này chắc dính quá. Dốc mày cũng sát quá ta. Ok, lên luôn anh em ơi. Lên luôn. Ui xài vẫn lên được. Ok, nói chung mình đi ô tô nhiều cái cũng ghét lắm. Nhiều cái đi gầm thấp mình. Nhiều cái nên dướng. Cái dướng thầm một cái khu này nó vắng quá ta. Rồi vô công viên anh em ạ. Quán cà phê. Ui quán này chill phết.
công viên An Hòa. Nói chung là anh em mình ở miền Tây, mình đi chơi miền Tây Kiên Giang mình cũng không biết đi đâu hết. Chỉ khác cái là Kiên Giang là nó có biển thôi đó, còn lại miền Tây chứ thấy chỗ nào cũng giống như sao em treo giống bán luôn. Được cái công viên này đẹp, công viên này tự nhiên trong cái lòng thành phố có cái công viên này rộng cực kỳ, chạy hết vòng cái thấy quán cà phê này chill quá. Được cô chủ khen xinh gái khoái nãy giờ. Mua chôm chôm ký 50. Chôm chôm mình đi nói chung là mình chạy xe ô tô qua nè mà cái dễ bị chặt chém lắm anh em. Chôm chôm nhãn đó. Ký 50.000. Mình thấy chôm chôm nhãn là mình nó mắc vàng luôn. Bán được có mình mua 1 ký chôm chôm nhãn với 2 ký thái mà ăn nhãn trước, nhãn ngon hơn. Ok, hồi ngồi tí rồi đi ăn xong rồi đi ra biển chiêu rồi chạy về Cần Thơ. Chủ yếu ra đây ngồi biển chiêu vui quay clip để ăn uống thôi, ăn hải sản thôi. Nói chung ra đây ăn hải sản còn ngon hơn Cần Thơ. Cần Thơ thì nói chung hải sản không bằng ở Kiên Giang rồi. Kiên Giang là hải sản mà nè. Trời ơi, cái mừng hôn mà công nhận đi trễ quá nó hồi hôm mặt trời lặn xuống hết rồi. Giờ ghé vô nhà hàng ăn. Hello anh em, đây lên được cái món gỏi bò nè mà. Có cái gì để gì ta? Kế với lại khóm với lại mấy cái hành nè mà, hành tây với leo rồi kia. Ok, ăn thử gỏi bò nha, mời cô ăn nha. Chấm này, chung là mình chấm này kia cái đã. Mừng. Bò mềm chua chua ngon á, ngon chung mà mình không chiên vì review anh mà đây là dễ mì xào hải sản. Nói chung là có nấm nè, có tôm nè, có gì ta, nấm tôm với đây mực anh em ạ, mực đây, mực cũng mực ở đây, mình thử đâu hành tây không, nói chung là mấy gà củ rồi kìa, thôi mình thử miếng nha, muối sụn mùi nó dính này thôi ăn kỳ quá ta. Mời anh em ăn nha, hơi kỳ anh em ạ, cầm cái dĩa hơi bự hơi kỳ. Khá là đậm vị, ok á. Ăn thử miếng mực. Chung mà mình ăn cái nghề của mình nên cũng không có gì đâu anh em ạ. Nói chung là anh em đừng có ấy nha, ăn bự bự thôi chứ bình thường. Dài quá, mình cắn không đứt, ăn nguyên cục luôn. Vô nhà hàng ăn mì xào ngon cực kỳ thế mà. Đang đói nữa à. Mà anh em ăn rồi mời. Nhiều mình gấp cho mình nên mà. Trời ơi còn cái lẩu bự lắm. Em coi đó. Đói quá ăn mì xào trước rồi hồi để cái lẩu sau nè. Mời anh em nha. Mình ăn miếng gỏi bò. Gỏi bò tên gì quên tiêu rồi. Mình không nhớ. Khóm.
khóm bò với lại hành tây em ạ. Ăn có cái mùi hành tây nó hơi đắng đắng, hơi cay cay khó ăn. Ok. Bò ngon. Đấy, chung mà mai hôm nay chị Trường Giang xong rồi mai chắc đi Bến Tre nha mày. Bến Tre xong về Cần Thơ, về Cần Thơ qua bữa sau về nhà nha mày. Về nhà Cà Mau anh em ạ. Nói chung là mình đi đi vòng vòng để kiếm có cái gì vui vui để quay cho anh em coi thôi, chứ đi chơi thì mình Kiên Giang với lại Bến Tre mình đi rồi. Nói chung là mình đi thêm để tại mình thấy Kiên Giang hay Bến Tre có nhiều cái đi quay ấy. Cho nên là đó, nhiều cái đi quay cho nên là mình muốn đi lại lần nữa để mình quay vlog cho anh em xem luôn. Đây, lâu rồi chưa làm vlog anh em ạ. Ok, đây có chả nè. Đây đây gần đây. Chả nè, đó. Tôm nè, ui con tôm này, chả bá luôn anh em ạ. Đấy nấm nè. Có cá bớp anh em ạ. Đó, rau này kia thôi. Đó, đó rồi đó. Nếu có mực nữa, nhưng mực hình như nó lặn ở dưới quên. Mực nó sống ở đây 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 đây, đây. Lặn rau, u sù với mực nó chất lượng luôn anh em. Đây. Ok. Chả của lẩu Thái nha. Mình không biết chả cá gì chứ. Anh em ăn nha. Đúng rồi. Chả thơm ngon. Dài. Ok anh em ơi, món cuối anh em ơi. Nãy nghiêu mình như hết rồi. Đấy, chị kia bảo hết rồi. Giờ còn mình lấy xoài sủi huyết anh em ạ. Sủi huyết như là trái tỏi hả? Đúng không? Ok, giờ test luôn. Cái sủi trái tỏi luôn anh em ạ. Đây. Húp sò. Đó. Cái nét rồi đó. Cái liền đó chấm muối tiêu. Ok, đây. Mà anh em ăn nha. Có tỏi nè anh em. Cho tỏi nè. Cục tỏi nè anh em ăn mà thơm lắm anh em. Anh em ăn được tỏi ngon lắm, thơm lắm. Mình cũng thích ăn mà mình sợ hơi tách không chứ mà. Mười hai giờ đi uống coca nha, nó không với đậu cồn mà. Thôi đưa đồ thúi cho nó hửi, đưa đồ thúi cho mình hửi thôi mà. 12 giờ đi hình như 1-2 giờ mình tới mà. 2 giờ mình tới thì mình đưa cái kia đũa húi gấp cái con bị chết thôi mà. Giờ chắc cũng 7 giờ 54 rồi, 45 rồi. Chắc cả 8 giờ ăn xong cái mình về, về Cần Thơ chạy về Cần Thơ 2 tiếng mấy rồi mà. Đó, về Cần Thơ chắc mình đi ăn bánh lọt lạnh em ơi, bánh lọt khuya ấy. Ok, chắc là hẹn anh em ở Cần Thơ nha. Ăn xong cái mình về quay cho anh em, cho anh em xem đi Khang ăn bánh lọt. Nói chung là còn khỏe mà mệt quá mình không ăn anh em, mà khỏe thì mình đang ăn, mệt quá mình không ăn anh em. Ok, giờ chắc ăn xong rồi chạy về thôi anh em ơi. Ơi, về tới khách sạn rồi anh em ơi. Nãy giờ chạy về 2 tiếng mấy đồng hồ. Cảm giác chạy 2 tiếng, gần 2 tiếng rưỡi từ Kiên Giang về Cần Thơ, tính ghé ăn bánh lọt đêm nhưng mà thôi mệt quá anh em ạ. Mai ăn luôn, mai có gì đi Bến Tre về xong cái ăn luôn anh em ơi. Mai khỏe khỏe ăn luôn chứ nay ấy rồi, nay giờ chắc về phòng tắm rửa ngủ anh em ạ. Ngủ có sức mai đi Bến Tre anh em ơi. Nói chung là mai Bến Tre thì không biết có gì chơi không, lên nói chung là lên xem lên TikTok xem kiếm coi có khu vui chơi này kia rồi đi chơi anh em. Đấy, để mình cho anh em coi cái view khách sạn của mình anh em ạ. Đây. Ok, chung là mình ở khách sạn Lion anh em ơi. Bên kia là Lion 3. Đó, mình là Lion 10 anh em ạ. Đó, mình Lion 3 xe đậu dưới đây anh em. Đó, dưới đây thì có nhà đậu xe, chỗ đậu xe nhưng mà bít chỗ thì mình đậu vô hầm luôn. Đó là ông đậu trong sân luôn, đậu trong sân thì nó an toàn hơn. Đó. Đây Lion 10 đây. Trời ơi có cái tên này luôn. Ok, khách sạn này nói chung là mình lên Cần Thơ là mình nở nhưng mà mình lên chắc cỡ 10 lần rồi đó. Đó, mình lên Cần Thơ chơi cái chục lần, mình ở khách sạn Lion chục lần anh em ạ. Nói chung là khách sạn Lion là đó giờ là mình tin tưởng nhất anh em. Ôi chắc tạm biệt anh em, hẹn anh em vào ngày mai nha. Ăn trầu hải sản đó anh em, đố anh em như một củ gần đó anh em ạ. Cũng khá là chát đó, nói chung là nhà hàng anh em, nhà hàng mình đâu có trả giá đâu anh em ạ.
Ở nhiều khi anh em ăn mấy chỗ khác thì trả giá này kia được, nhà hàng của anh em trả giá nó trả đũa anh em chết luôn. Thôi mà anh em ngày mai nha. Ok, giờ hẹn anh em Bến Tre nha anh em. Ok, tới Bến Tre rồi anh em ơi. Đi mua dừa dứa anh em à. Đây, tới Bến Tre là mình ghé mình mua dừa dứa rồi đó. Đây xuống mình mua cái anh em ơi, vô tới quán nè. Vậy đây dừa dứa hả con? Dừa dứa bự dưới ta. Ừ. Trái như chưa có trái nhiều. Hả? Trái nhiều. Trái 15. Thơm dẻo ngon lắm. Dạ. Dừa dứa cũng thơm không ngọt. Không ngọt mà ở đây. Đây chắc ngọt. Đây. Cũng ngon mà lớp dừa nó mới. Ngon. Ngon dễ dàng. Dừa lắm. Ngọt the the. Chặt có cái người ta nói bộ để dứa là chị thơm dữ. Không dám đem mua già chặt thử luôn á. Chặt ngoài này thôi. Nó chơi thôi nhưng mà thấy cũng ngại. Làm gì dứa nè. Mua hộ cô vài trái đi, mua thêm trái gọt ra bỏ vô cái phít nè. Đây, để lấy cái phít đi. Đây, lấy cái phít để bỏ vô đi. Để coi dừa không, còn nước để mình coi gắn vô dừa cái trái dừa không, chứ sợ gắn để vô không dừa. Ừ, thế mà gọt ra, mà gọt ra nữa chứ, để vô dây chiếc dừa. Giờ chắc gọt dừa ra thôi mà, để mình xin cô mình chặt cái dừa ra cho nó còn còn bỏ vô. Vô rồi. Ừ, có phải vậy á, dừa như dừa khô vậy. Giống anh mày từ từ quá. Rồi, ra cái lỗ này là ok rồi, hên quá không có lụng. Đừng mất hết rồi. Rồi, quăng cái phít là xong. Chặt con trái dừa nữa. Chặt con trái dừa mà nó như lộ bộ 2 cây số vậy. Thôi giờ đi toilet cái về. Đây. Mình dừng cái chỗ mua dừa mới nè mà cũng ăn chó nè. Sủa đi anh. Sủa rồi nè. Wow, 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 wow. Cô ơi. Rồi, nó đâu rồi, nó trốn rồi. Rồi, thấy không? Tao lại chứ. Wow. Chủ nhà đâu có tiêu chơi đâu mà. Kêu mua dừa không thấy ai chứ. Có ai chó vô nhà mà không có ai. Tiếp khách đấy. Thôi để mình xuống mình chọc chó chơi nha mày. Xuống mình chọc chó chơi. Xuống chọc chó chơi. Chậm hoài về luôn quá. Chắc lụm hoài về chậm luôn. Dạ, chú bán dừa chú. Để về con đợi không thấy. Chắc có gì dứa hả chú? Dừa sim mà. Ngờ chú để là những con. Rồi. Gửi tiền con chú. Gửi chú. 80.000 12 trái. Đó, ta mua dừa đó, sủa đi. Sủa đi, ta mới mua dừa đó. Đó.
Chụp dừa. Lại chồng chó biết lâu rồi chú mới ra bán nha. Có chú qua cái đêm kia. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. 80.000. Lên xe về em ơi, lên xe về. Ơi, trời ơi, nực quá. Ờ, hai chó vừa. Nhìn chú mệt. Ừ, chú nãy lại biết lâu chú chạy xe về. Trên đường chạy về Cần Thơ ấy, mà gặp chỗ này cô này bán rất nhiều dừa luôn ấy mà. Ôi, để rất nhiều luôn thì mình mua thêm một quầy dừa dứa cho anh em. Đấy, về tổng kết là hai quầy dừa dứa, một quầy dừa sim cho anh em. Để coi tổng kết cuối ngày hôm nay xem mình ăn uống mình mua được gì đây. Đó, mở xe cho anh em coi như mình mua dừa đây. Đây. Tổng kết là như 30 trái dừa hay sao ấy. Đây, quầy dừa nữa có một quầy dừa sim hay quầy dừa dứa nè mà. Đó, anh thấy không? Đồ bít luôn rồi. Đó, chỗ để luôn anh em ơi, nhét đây hư đồ luôn không ta. Trời ơi trời, ok nè mà. Còn cái phích lấy cái phích này. Đây, cái phích. Có một trái dừa ở đây chú. À, cái phích đây. À, xe đồ ngược đóng luôn. Đó, giờ lấy đồ ra mình đi thôi. Giờ lên khách sạn anh em, không biết tối nay mình có đi ăn bánh lọt hay không. Bánh lọt thì ngon lắm mà mệt quá anh em. Với lại đậu xe vô nhà xe cái là mình làm biến mình đi liền anh em à. Để mình dùng lấy đồ cái mình lên phòng cái mình chắc đi ăn mình có còn dài chứ chôm chôm á chứ. Đóng cửa lại cái mình đi lên phòng đi ăn chôm chôm anh em ơi. Ok. Ok, đi thôi. Đây, mình sẽ review cho anh em cái phòng anh em mà. Mình ở Lyon 10. Lyon này nó có nguyên một cái chuỗi khách sạn luôn, hình như từ tới 10 rồi, nhưng mà mình không biết bao nhiêu khách sạn mà mình như tới Lyon 10 là hết hay gì vậy. Đó, quay sơ anh em coi. Nói chung là đồ quý giá nhất là cái vàng này của mình với người yêu mình anh em à. Đó. Thế thì toilet thì bình thường thôi anh em, nói chung là quay sơ cho anh coi. Đó. Ok, thì này được cái view. Mình thề mình thuê khách sạn thì phòng này mình có view anh em à. Đó. Úi xài. Ui vừa ra có anh báo chạy ngang nghe cái uống xỉu luôn đó, xe mình đậu dưới đây. Đó. Thì mình cũng quay em rồi này. Lyon 10, hình như trên cột tầng đó sao. Mình ở cái tầng 4 anh em. Anh em nào mệt mệt á, đi ở khách sạn đi chơi mệt mệt á, chứ đi nguyên một dãy luôn em à. Đó. Ừ, hài từ đây tới đằng xa luôn. Đó. Bên góc bên kia nói chung là bên kia nữa anh em. Đó, bên đó nói chung là toàn khu massage không anh em à. Toàn là khu massage không. Thật sự luôn, bên đó là massage TikTok rồi hả. Massage cái gì mà tô châu tùm lum hết trơn. Cái khu mình là khu ngay đường Nguyễn Trãi, ngay khu ăn chơi luôn anh em. Cái gì cũng có chứ anh em, nói chung là xe cây gã 25 cái gì cũng có chứ, rất là tiện cho mình lội bộ. Dưới đây có Highland dưới đây nữa, nói chung là rất là gần luôn. Thì chắc nay là đêm cuối rồi, ngày mai sáng mai cái từ ăn sáng cái chạy về Cà Mau, không biết còn gì quay không anh em. Đấy, thì không biết anh em thấy thích cái vlog này, mình quay vlog thì em nhớ comment like cho anh Tê Khang nha. Mình biết mình sẽ mình đi chơi mình sẽ quay cho anh em tiếp. Nói chung mình đi cũng nhiều rồi mà bây giờ mình mới quay cho anh em coi chứ. Đấy, tại vì mình cũng mới sắm mấy con máy ảnh mới quay anh em mà. Đấy, mới nét để quay cho anh em xem. Ăn tối anh em à, như cái chợ luôn anh em. đây coi. Đây là chôm chôm Thái anh em, chôm chôm Thái với lại chôm chôm nhãn. Đây chôm chôm nhãn đây nha. Đó, chôm nhãn này, Thái đây. Thì chôm chôm này mình mua ở Kiên Giang nha. Đấy, đi dọc đường Kiên Giang như Thái mình mua 1 ký 60.000 hả? Ừ, ký 60, chôm chôm nhãn ký 50, mình không biết có bị chém hay không. Ở đây có Phúc Long người yêu mình mua nha. Đó, mua 2 ly luôn, ok. Có nước sẵn rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay dừa này mình để hết đâu không được anh em à. Đấy, có 2 trái dừa này, trái này mình mới bỏ vô thôi. Đấy, trái này sáng mình chặt cho anh em coi, anh em thấy không? Đó, giờ cái gì đây nhìn nó sần sần ghê ghê chứ, giờ mình uống thử đây. Ok, có ai nhìn mình anh em ấy quay đây coi chơi. À, lấy cái mút này luôn. Để mình hơi ghê tí nè, mình găm thử nó
cũng có ngon bị gì không đó rồi. Dừa dứa nha anh em, hút lên ta. Cầm tí mà mình phải cầm hai lỗ nếu có mấy hơi cũng được đấy. Ngon lạnh lắm, nhiệt bài luôn. Điều tôi có lại lắm nè, chả được đủ thứ rồi nên được cái phích nước thêm nữa ấy. Còn chôm chôm thì tối này ăn chắc ít thôi, ăn nhiều chịu không nổi anh em ơi. Quay giờ rồi tối rồi, ăn tí ngủ rồi. Ok bye bye anh em, chúc anh em ngủ ngon nha. Hẹn anh em vào ngày mai về quê hương xứ sở thần tiên Cà Mau của mình nha anh em. Yo, thì sáng hôm nay Đi Khang đi ăn sáng anh em à, đi ăn gà Tây Sát nha. Thì hôm nay là ngày cuối cùng ở Cần Thơ rồi và Đi Khang sẽ về Cà Mau nha. Úi trời ơi, quải Đi Khang làm cái gì thế đây? Đấy thì mình gọi gà ra thì mình kêu nói chung là mấy nói chung là kiểu cánh gà với lại gà sốt này kia anh em ơi, và có một cái thêm một cái hamburger nữa anh em à. Đấy cho anh em xem cái hamburger nè. Úi trời ơi, hamburger Tây Sát anh em thấy không? Cái miếng gà nó chọi mình còn chết luôn anh em à, nó bự lắm anh em. Ôi cực kỳ cái miếng gà mà nó lòi ra ngoài luôn anh em ơi. Quả này không biết cắn như thế nào đây. Đấy thì đó giờ Đi Khang lên Cần Thơ lúc nào cũng phải ăn gà Tây Sát mới được anh em à. Tại gà này mình thấy gà Tây Sát là mình thấy ngon nhất đấy. Ok thì cái clip này thì cái đoạn này thì mình bị dính nhạc anh em à. Tại cái chỗ này nó mở nhạc bản quyền á cho nên mình không có dám để âm thanh anh em, cho nên mình về mình lồng tiếng lại. Đấy anh em thấy Đi Khang ăn ngon miệng không anh em? Ui xồi ui, ngồi cặp một mình luôn mà cho người yêu mình đói luôn. Nói chơi với anh em, mình cắn vài cái rồi mình tắt quay cái cho mình với người yêu mình ăn chung anh em à. Chứ mình ăn hết thì sao được anh em ơi. Ôi nó đầy thôi chứ. Đây nhân vật chính đây. Xồi ui, hamburger anh em à. Anh em thấy không anh em? Trời ơi, mình lựng mà mình còn nuốt nước miếng anh em à. Đây rồi. Ui trời ơi, đó. Phải cắn cái miếng gà nó lòi ra thế này mới hết được. Ui lên khói anh em thấy không? Phải cắn miếng gà nó lòi ra mới ngon anh em à. Ui cái hamburger phải nó bự thêm một tí anh em ơi. Nó để xịu mà cái miếng gà để cha bá lửa thế này thôi. Nhưng mà gà của cái hamburger anh em, mình ăn thì mình cảm thấy nó hơi dai một tí anh em. Thì nó dai hơn gà bình thường của mình. Đấy, dai hơn gà sốt với lại gà chiên bình thường. Ở đây trong hamburger nhưng nó để loại gà nào mình cũng biết anh em. Thì giờ ăn xong rồi nhưng mà ngon quá. Úi trời ơi, coi Đi Khang táp rồi. Thì bây giờ chắc đi về thôi anh em ơi. Ấy thôi cho anh em xem hành trình Đi Khang về Cà Mau như thế nào nha. Tiếp tục thôi. Hey, hello những người anh em nha. Chưa về đâu anh em à. Hôm nay tính về Cà Mau rồi thôi. Hôm nay ghé Hậu Giang coi. Như mình thấy rồi có cái vườn tre đó anh em. Mình đi mình quay cho anh em coi. Đây, cái vườn tre đẹp nhất Hậu Giang này nè anh em ơi. Đây anh em thấy không? Đó, đây nè. Đó, vườn tre đẹp nhất Hậu Giang này anh em ơi. Mình đi gần tới rồi. Còn cả 1 phút nữa tới rồi anh em à. Đấy, mình đang đi vô cái khu vườn tre đó mà. Đấy, thì nói chung là mình tính đi đi chơi là mình tính ghé mấy khu du lịch vậy đó. Đấy, mấy khu mà có này có kia nhưng mà để có gì quay về nọ á, cho nên mình về sẵn về tượng về đường về á, từ Cần Thơ mình chỉ ghé Hậu Giang mà sẵn mình ghé vô Hậu Giang cái mình có gì mình vô mình kiếm chơi luôn. Ok thì bây giờ mình chạy vô vườn tre cho anh em coi cái nha. Đấy, hiện tại ở vườn tre tươi sang nha anh em. Đấy, vườn tre này Đi Khang được sợ trên TikTok thấy mấy bạn kia review anh mà. Ok thì bây giờ anh em xem vườn tre này có gì thú vị và đẹp hay không nha anh em. Ok, hiện tại ở vườn tre tứ sang anh em à. Đây, này có mấy con này vui nè. Đó. Kiêu, kiêu. Đê. Đê, nó cắn không ta? Cắn. Đê. Nó cắn. Cắn cái đầu mình. Nó cắn cái đầu mình anh em à. Thích gì cho nó ăn không? Vừa vô mấy này nó thúi quá luôn. Nó kêu kìa. Mình hơi thúi nha. Gì vậy? Mình ho luôn. Ho luôn. Đây vườn tre là chắc phải có tre rồi thôi. Đây. Hả? Ok. Đấy con xè xè luôn. Con tre. Đấy còn dê bê gì đó. Nguyên một khu tre luôn. Nguyên một cái đường này luôn à. Đấy, cái này mình có xe mình chạy vô. Ủa cái này đường xe chạy bình thường mà. Có xe kia kìa. Ô khu này khu tre bình thường đấy nè.
ở khu này khu đường lộ người ta đi bình thường có xe đi. Đây có cái chỗ nhanh chụp hình này kia nè, có chồi nè, con gì vậy, con gì đây nè, gà ấp trong ấp. Gà nó còn mới lớn nữa, gà mới lớn nha, mình bảo gà có trứng nè, lại thì chứ anh em mình miền Tây mình thích đi du lịch miền Tây lắm. Ui cái cây bự vậy, quay cho anh đây, cây gì bự gì vậy nè. Cái che đây nó gọn ha, nhìn cái này mà dân võng nằm thì khỏi phải nói luôn nè, mấy cái này mà anh em bắt võng nằm buổi trưa ngủ trưa sướng lắm. Ủa, cái này có cái chỗ này làm gì đây, ở đây làm gì nè, có cái chỗ ngồi ăn hay sao nè. U cái này như ngồi ăn ấy. Thôi đi đi xe đúng rồi, đi đường giữa đi. Đây thì che nhóc hết trơn, che thì cũng không có xa lạ nhưng mà đây cũng nhiều quá. Đường giữa có che không, cái đường này che nhiều hơn. Đây ở đây u đường này ra cái chỗ nhỏ mà đó đâu. Măng tre ăn được chứ. Ui cái này mình không xuống được, cái này mình ra đường kia luôn, không xuống đây đi, đi đường dưới đi, ngoắc mình lại ăn. Mình đâu có ăn cái gì đâu. Măng tre không, nói chung là cũng không có gì lạ chứ, cũng tre phải là tre chứ không có gì chứ. Như bên kia có khu vui chơi ấy mà mình đâu có chơi được đâu. Cái này là cái khu vườn tre thôi, ngay bên lộ thôi, nhưng mà đường này phải là đường người ta chạy thôi mà. Ui tí mình bị chú kia lụi ra đó mà, ấy cái tội cầm máy quay đứng giữa lộ quay đó mà. Đó trong kia là vẫn cái đường nhà người ta, ở chỗ này chỉ là trồng tre nhiều thôi, nó theo mình biết là theo mình thấy là chị, chứ mình không biết rõ, mình chỉ thấy rồi mình nói thôi mà. Thấy vừa nói đó thôi, tại thấy đường xe ta chạy vô trong quá trời, chắc nhà người ta cũng trong kia anh em. Đó còn chỗ này là mấy khu vườn tre thôi. Ở che nhiều cực kỳ vậy. Hả? Em thấy không em? Mình đứng ngoài giữa lộ tao bóp kẹt quá trời luôn. Đổi nước anh em. Hai vé được đổi đổi nước rồi. Vé em có hai vé để đổi nước không chị? Anh ơi, đổi nước. Được nước gì anh? Dạ biếu nó mình đổi được nước mía, đá me, đá bào cho được. Dạ. Ứng nó bào hay lâu quá. Uống gì? Trong phiếu đó mình có nước mía, cá me, trà đường, đá dạ. Bào. Cho em một đá bào đi, hai đá bào luôn đi. Hai đá dạ. Bào. Nước uống tuổi thơ. Dầu dứa với trà bùi. Dạ con một ly dứa, ly dâu rồi trời. Sữa bò đậu phộng cái này là tuyệt vời. Đó uống mua về bỏ thêm sữa bò vô. Người ta đó bỏ sữa bò ít lắm. Bán á, cứ bán nha. Tôi bỏ dừa nhiều. Cái này là bỏ dạ, nhiều. Nhiều cũng ngon cơ. Béo. Để hỏi tan ra nó lại. Bỏ có sữa bò nó ngọt. Ngon. Dạ. Con cảm ơn, dạ con cảm ơn. Tầm dâu hùng.
Uống chú thử bộ bể. Thôi về anh em ơi. Khu này nó có khu vui chơi nước, anh em chơi mấy trò chơi dưới địa này kia rồi đó. Thay đồ mà, rồi mão phao vô chơi này kia mà mình không chơi đâu. Mình hiện tại mình không có đồ thay lại mình. Giờ này buổi trưa mình đang đi 12 giờ trưa sao? Đúng rồi 12 giờ mấy 1 giờ trưa cũng không chơi được. Thôi giờ chắc đi về quá. Từ đây chủ yếu đi cho biết thôi cái khu tre đẹp nhất Việt Nam ấy. Thế mình thấy chỗ này là tre nhiều nhất à. Đẹp á. Hay là mình chưa đi mấy chỗ khác à? Theo mình chỗ này mình đi đó giờ chỗ này mình đi thấy tre nhiều nhất rồi mình ngồi đẹp nhất đi. Còn mấy chỗ khác mình chưa đi mình chưa biết rồi nè. Đây. Ôi. Mát lắm. Ăn uống này kia nữa. Nhưng mà nãy trước khi đi ăn mấy con ăn gà tê sát. Trời ơi. Ăn giờ ngậy tới giờ ngậy gà lên nhìn gà cái là muốn ội ra luôn. Thôi, nói chung là đi cho biết thôi, vô vé một vé như hai người trăm mấy, trăm ba đúng không? Trăm ba mấy anh em à? Hai người trăm ba mấy? Vô cái trăm ba mấy vậy? Không biết có nuôi gì nữa không ta? Mình để nuôi có mấy con dê thôi hết hả? Để đi thăm mấy con dê nè mà, thăm mấy con dê kìa. Tạm biệt mấy con dê mình đi về kìa nè mà. Bê. 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 Đi về nha. Về nha. Về nha. Vô không được. Rồi. Rồi đi về anh em ơi. Đấy, thì cái vườn tre Tư Sang gì đó nè mà thì mình đi nhiều thôi. Tại vì cái vườn tre này anh em chủ yếu vô bạn bè chơi đi đông đông á. Anh em vô ăn uống này kia với lại có cái khu vui chơi mà nước ở dưới đìa anh em đó, có cái hồ đìa đấy. Anh em có mấy khu vui chơi như mão phao vô rồi chia trượt nước này kia đó anh em. Đi qua cầu khỉ này kia nói chung là như vậy á, mình thì mình không có chơi được. Thôi giờ chắc mình chạy đi vòng Hậu Giang kiếm gì chơi hoặc là không có nên mình về nữa mà. Gì đây? Hello, yeah. Cho em về ké nè hả? Ok. Ok ok. Đi ra anh chạy xe ra cho em về ké nè. Ok lên em nha. Đi về rồi nữa mà. Hiện tại mình về tới Cà Mau rồi. Thì Hậu Giang hồi nãy mình ghé cái làng tre như hết rồi. Không còn gì để chơi cả. Thôi hẹn anh em ở vlog sau nha. Nếu anh thích, anh em thấy thích vlog của Đại Khang, em nhớ cho Đại Khang một like và đừng quên Đại Khang một đăng ký kênh nha em à. Để em có thêm cái động lực để mình đi quay vlog cho anh em thêm nha. Ok, đây là check in tượng đài Cà Mau anh em ơi. Đó, anh em đi Cà Mau chắc hẳn là anh em cũng phải biết cái tượng đài gì chứ. Ok, tượng đài nói chung là anh em đi Cà Mau cũng phải check in chụp hình một phát mới được đúng không anh em nha. Ok, thì giờ về tới Cà Mau rồi. Bây giờ chắc tạm biệt anh em thôi nha. Chúc anh em ở cái vlog sau nha. Anh em muốn đi Khang làm vlog theo kiểu sầm sàm hoặc là cái gì á. Đấy, nếu vlog này nhiều view á, mình sẽ làm nhiều thêm vlog cho anh em xem nữa. Ok, cảm ơn anh em nha. Bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Nhớ cho kênh một like, đừng quên cho kênh đăng ký kênh nha. Bye bye anh em. Bye bye. Xe đông quá anh em ơi. Tập trung chạy cái. Sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby, yeah.